Vào đầu thế kỷ 20, nhà Ai Cập học người Anh Howard Carter đã thực hiện một sứ mệnh nhằm thay đổi hiểu biết của thế giới về văn hóa và lịch sử Ai Cập cổ đại. Ngày 4 tháng 11 năm 1922, sau nhiều năm tìm kiếm và khai quật, Carter và nhóm của ông đã thực hiện một trong những khám phá khảo cổ nổi tiếng nhất mọi thời đại, lăng mộ của vua Tutankhamun, còn được gọi là vua Tut. Nằm trong thung lũng của các vị vua ở Ai Cập, ngôi mộ là một kho báu chứa hơn 5.000 đồ vật, nhiều đồ vật trong số đó được làm bằng vàng và các vật liệu quý khác. Trong số các kho báu có chiếc mặt nạ vàng mang tính biểu tượng của vua Tut đã được cất giấu khỏi thế giới trong hơn 3.000 năm. Việc phát hiện ra lăng mộ của vua Tut là một thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực khảo cổ học vì nó mang đến cho các nhà nghiên cứu và sử gia cái nhìn hiếm hoi về nền văn minh Ai Cập cổ đại. Ngôi mộ được tìm thấy nguyên vẹn, điều đó có nghĩa là những đồ vật bên trong không bị cướp phá hay xáo trộn trong nhiều thế kỷ. Điều này mang đến cơ hội chưa từng có cho các học giả nghiên cứu các đồ vật trong bối cảnh ban đầu của chúng, giúp họ hiểu được cách người Ai Cập cổ đại sống và thờ cúng. Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của khám phá là số lượng lớn và sự đa dạng của các đồ vật được tìm thấy bên trong ngôi mộ. Có xe ngựa, đồ đạc, đồ trang sức, vũ khí, thậm chí cả thức ăn và rượu. Một số đồ vật hoàn toàn là đồ trang trí, trong khi những đồ vật khác có chức năng, chẳng hạn như xe ngựa và vũ khí. Các đồ vật cung cấp nhiều thông tin về cuộc sống hàng ngày và phong tục của người Ai Cập cổ đại, cũng như tín ngưỡng và thực hành tôn giáo của họ. Mặt nạ vàng của vua Tut là một trong những đồ vật ngoạn mục nhất được tìm thấy trong lăng mộ. Chiếc mặt nạ được làm bằng vàng nguyên khối và nặng hơn 24 pao. Nó có các chi tiết phức tạp, chẳng hạn như chiếc mũ trùm đầu của Pharaoh và đôi mắt khảm bằng đá vỏ chai và thạch anh. Chiếc mặt nạ không chỉ là biểu tượng cho quyền lực và sự giàu có của Pharaoh, mà nó còn phục vụ một mục đích thiết thực, bảo vệ xác ướp của Pharaoh. Tuy nhiên, việc phát hiện ra lăng mộ của vua Tut không phải là không có những thách thức. Carter phải đối mặt với nhiều trở ngại, bao gồm khó khăn tài chính, tình trạng bất ổn chính trị ở Ai Cập và sự chỉ trích từ các nhà khảo cổ học khác. Trên thực tế, một số nhà phê bình cáo buộc Carter quá tập trung vào việc tìm kiếm kho báu và không đủ để tiến hành nghiên cứu khoa học. Bất chấp những thách thức này, Carter vẫn tận tâm với sứ mệnh của mình và cuối cùng đã đạt được thành công rực rỡ. Di sản của lăng mộ vua Tut vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Những đồ vật được tìm thấy bên trong lăng mộ hiện được lưu giữ trong các bảo tàng trên khắp thế giới, nơi chúng tiếp tục mê hoặc và truyền cảm hứng cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Phát hiện này cũng có tác động sâu sắc đến lĩnh vực khảo cổ học vì nó cho thấy tầm quan trọng của việc bảo tồn và nghiên cứu các đồ vật trong bối cảnh ban đầu của chúng. Quan trọng nhất, việc phát hiện ra lăng mộ của vua Tut đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn và đánh giá đúng về lịch sử và văn hóa phong phú của Ai Cập cổ đại.